Năm 1274, cái chết của Hoàng đế Trung Hoa Tống Độ Tông sau một đêm hưởng lạc với 30 mỹ nữ phớt lờ chuyện triều chính, không chỉ khiến lãnh thổ Nam Tống ngày càng thu hẹp, mà còn dẫn đến việc triều đại nhà Tống diệt vong không lâu sau đó. Tống Độ Tông, sinh năm 1240, mất năm 1274, tự Triệu Mạnh Khải, là hoàng đế thứ 15 của nhà Tống trong lịch sử Trung Hoa và là hoàng đế thứ 6 của nhà Nam Tống. Tống Độ Tông là con trai của Vinh Vương Triệu Dữ Nhuế, cháu của Tống Lý Tông, hoàng đế thứ 14. Do Lý Tông không có con nên đã nhận Mạnh Khải làm hoàng tử. Khi mà Tống Lý Tông qua đời, Mạnh Khải lên ngôi hoàng đế ở tuổi 24. Trong thời gian ngắn nắm quyền, Mạnh Khải còn được gọi là Tống Độ Tông đã ham mê tửu sắc, xa xỉ lãng phí, khiến đời sống nhân dân khốn khổ. Ngoài biên ải, quân Mông Cổ đã ra sức hoành hành, nhưng Tống Độ Tông lại không hề hay biết. Bên trong thì để cho Thái Sư Giả Tự Đạo khuynh đảo triều chính, nên chính trị ngày một đen tối. Bên ngoài, quân Mông Cổ ra sức tấn công, nhất là ở khu vực Tương Dương, Phàn Thành, mà Độ Tông bị Tự Đạo lừa gạt đến nỗi không được quân cứu viện những nơi nguy cấp. Cho đến cuối đời Tống Độ Tông thì những vùng đất này đều đã bị mất. Việc mất đất này có liên quan mật thiết đến sự diệt vong của Vương triều Nam Tống sau đó không lâu. Cuối cùng Độ Tông vì tửu sắc quá độ đã dẫn đến qua đời vào năm 1274. Và 5 năm sau thì triều Tống cũng chính thức diệt vong. Vị hoàng đế này từ khi chào đời đã không bình thường, và cho đến khi khiến cho nhà Tống diệt vong thì cũng để lại nhiều chuyện đáng xấu hổ. Quay trở lại với bối cảnh lịch sử đến bây giờ. Cuối thời Nam Tống, nhà Tống đứng trước tình thế nguy cấp khi quân Mông Cổ do Đại Hãn Hốt Tất Liệt đã chiếm Bắc Tống, lập ra nhà Nguyên. Hốt Tất Liệt ngày càng tăng cường lực lượng, đặt mục tiêu chiếm trọn vẹn Trung Hoa. Vào thời khắc đó, nhà Tống lại đón một vị hoàng đế đặc biệt, như đã nói đó chính là Tống Độ Tông. Mẹ của ông là Hoàng Định Hỷ, xuất thân là người hầu cho Lý Tiểu Thư. Lý Tiểu Thư sau này lọt vào mắt xanh của Quang Vinh Vương Triệu Dữ Nhuế, em trai của Hoàng đế Tống Lý Tông. Hoàng Định Hỷ, mẹ của ông cũng theo chủ nhân chuyển qua phủ của Quang Vinh Vương. Lý Tiểu Thư mặc dù xuất thân danh giá, tướng mạo hơn người nhưng lại khó đậu thai. Từ ngày chuyển về ở phủ Vương gia vẫn chưa có con. Và trong thời gian này thì Triệu Dữ Nhuế, tức là Quang Vinh Vương, đã nhiều lần quan hệ với Hoàng Định Hỷ và khiến cho người hầu này có thai. Vô số những mối lo bủa vây đã khiến Hoàng Định Hỷ nhắm mắt đưa chân, liều mình uống những bắc thuốc phá thai. May mắn thay, Hoàng thị đã mua phải thuốc giả, thai nhi lại có khả năng kháng thuốc. Đứa bé cứ thế mà chào đời. Nhiều năm sau đứa bé ngày một lớn lên, nhưng vì độc tính của chén thuốc năm nào mà mãi tới năm 7 tuổi mới biết nói, trí tuệ không bình thường, bệnh tình cũng ngày một bộc lộ. Vào thời điểm bấy giờ, Hoàng đế Tống Lý Tông từng có hai người con trai, nhưng cả hai đều bạc mệnh mất sớm. Tống Lý Tông biết về khiếm khuyết của người cháu nhưng vẫn quyết định chọn Mạnh Khải làm thái tử bất chấp sự phản đối của triều thần. Lý Tông còn đổi tên Mạnh Khải thành Triệu Kỳ, sai người vẽ ra những câu chuyện ly kỳ về Triệu Kỳ để thuyết phục quan lại trong triều. Sau này, Lý Tông lại càng nỗ lực rèn luyện để vớt vát cho người cháu thiểu năng của mình. Lý Tông giáo dục thái tử rất nghiêm. Tờ mờ sáng, thái tử đã phải vào vấn an các cung. Một giờ sau hồi cung, lúc sáng hẳn thì lên triều nghe bàn chính sự. Ông còn cho xây dựng tòa nhà gọi là Tự Thiện Đường, mời các học giả nổi danh tới dạy cho Triệu Kỳ. Và đến năm 1264, Hoàng đế Tống Lý Tông đột ngột qua đời thọ 59 tuổi. Triệu Mạnh Khải, tức là Triệu Kỳ, đăng quang trở thành hoàng đế của nhà Nam Tống, nổi danh với tên gọi Tống Độ Tông. Trong 10 năm cầm quyền, Tống Độ Tông không hề để tâm vào chuyện chính sự. Ngày ngày đam mê tửu sắc, ăn chơi sao đọa, tấu thư quần thần dâng lên đều bị bỏ qua. Tống Độ Tông có thói quen một đêm thị tẩm tới 30 mỹ nữ. Sau khi được hoàng đế sủng hạnh, sáng hôm sau các phi tần mỹ nữ đều phải dập đầu tạ ơn. Các thái giám ghi chép tên các phi tần hết sức cụ thể để tất cả đều có cơ hội phục vụ hoàng đế. Trong số các đại thần nhà Tống lúc bấy giờ, Thái Sư Giả Tự Đạo nổi lên là người có ảnh hưởng nhất, là công thần dưới thời của Tống Lý Tông. Nhưng Giả Tự Đạo từ nhỏ đã là kẻ vô lại, thích ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, kỹ nữ, không gì là chưa đụng đến. Giả Tự Đạo cậy có chị là Giả Quý Phi, từng được Hoàng đế Lý Tông sủng ái nên càng lân tới. Thấy Tống Độ Tông yếu ớt, dễ lừa gạt, Giả Tự Đạo mới hành xử tùy tiện mình và át cả hoàng đế. Tự Đạo được Hoàng đế Độ Tông ban đặc quyền, mỗi lần vào triều được ngồi dâng tấu, khi đối đáp thì không cần xưng tên. Tự Đạo còn nhiều lần giả bộ muốn từ quan về quê để khiến cho Hoàng đế Tống Độ Tông lo lắng sốt vó, có lúc phải quỳ xuống xin, trao thưởng hết vàng bạc đến phong đất đai,
càng khiến các quan lại bất bình. Hoàng đế Tống Độ Tông cứ thế lại ngày một phụ thuộc vào Thái sư Tự Đạo. Một ngày nọ, có đại lễ cử hành ở trong cung. Bầu trời đột ngột đổ mưa to. Thái giám che ô mời Tống Độ Tông đi trước, nhưng ông chần chừ hỏi ý kiến của Giả Tự Đạo. Bấy giờ, trong triều chỉ biết có Giả Tự Đạo chứ nào biết có Tống Độ Tông. Ban đầu là 6 ngày vào triều một lần, sau này Giả Tự Đạo dùng rằng 10 ngày mới vào triều. Rồi đến lượt Tống Độ Tông mỗi khi có việc cấp bách đều phải đích thân đến chỗ của Giả Tự Đạo. Bởi vì Tống Độ Tông nghĩ rằng Tự Đạo chính là người có công đưa mình lên ngôi, nên mới phong cho Giả Tự Đạo hết các chức từ Thái Sư đến Ngụy Quốc Công. Tống Độ Tông còn gọi Giả Tự Đạo là Sư Thần, còn Triều Thần thì xưng là Chu Công. Và từ đó mà Tống Độ Tông cũng ngày khiến cho nhà Tống yếu đi rồi dẫn đến việc diệt vong. Ở miền Bắc, Hốt Tất Liệt đã lên ngôi vua Mông Cổ, ra sức triều hiền đại sĩ, chấn hưng đất nước, thế lực ngày càng lớn và liên tục dòm ngó xuống phía Nam. Ngay từ không lâu sau khi Độ Tông lên ngôi, quân triều đình đã thất bại trước quân Mông Cổ tại trận Điếu Ngư, thiệt hại 146 chiến hạm. Tham vọng của người Mông Cổ không chỉ là mảnh đất phía Bắc mà còn là mảnh đất phía Nam, và Mông Cổ sau này đã lập ra nhà Nguyên. Quân Mông Cổ tiến đánh xuống phía Nam, Mông Cổ liên tiếp uy hiếp những vị trí quan trọng, đó là Tương Dương, Phàn Thành, là hai thành trì có ý nghĩa chiến lược ở vùng biên ải lúc bấy giờ. Ở kinh đô của nhà Nam Tống là Lâm An, Giả Tự Đạo đã che giấu việc quân, không báo cho Tống Độ Tông, để mặc cho Tương Dương, Phàn Thành nguy cấp. Tướng giữ là Lã Văn Hóa bị vây ở Tương Dương suốt 2 năm, ngày đêm trông chờ quân Kiều Đình cứu viện nhưng vô vọng. Thế rồi, năm 1273, sau 5 năm cố thủ, Lã Văn Hóa đành phải dâng Tương Dương quy hàng quân Mông Cổ. Với sức mạnh của máy bắn đá, quân Mông Cổ đã thỏa sức tràn vào lãnh thổ Nam Tống, khiến kinh đô Lâm An rúng động. Một năm sau, tức năm 1274, Tống Độ Tông khi đó 34 tuổi, qua đời sau một đêm trụy lạc với 30 mỹ nữ. Độ Tông từ lúc còn là thái tử đã có tính hao sắc, sau khi lên ngôi thì lại tuyển thêm nhiều phi tần hầu hạ. Theo lệ cũ, mỗi lần phi tần được lâm hạnh phải đến Cáp Môn để tạ ơn. Mà dưới thời Độ Tông, một ngày đến tạ ơn tại Cáp Môn có đến hơn 30 người. Bởi vậy Độ Tông lúc còn trẻ thì rất cường tráng, nhưng rốt cục lại chết sớm do uống rượu quá đà và quá ham mê mỹ nữ. Năm 1275, 13 vạn quân Nam Tống dưới quyền của Giả Tự Đạo đã bị Tổng Tư lệnh mới bổ nhiệm của Hốt Tất Liệt là Bá Nhan đánh bại. Một năm sau, quân Nguyên đã kiểm soát hầu hết lãnh thổ Nam Tống, bao gồm cả kinh đô Lâm An. Như vậy, sau thời Độ Tông, nhà Tống đã không còn một hoàng đế trưởng thành nào. Các hoàng đế đều còn rất nhỏ, không có khả năng điều hành chính sự, trong khi triều đình rối ren vì sức tấn công của Mông Cổ. Năm 1279, Tống Đế Bính, con trai thứ của Độ Tông, khi đó mới 8 tuổi, cùng hơn 10 vạn binh lính, quan lại và người hầu của nhà Tống, chết đuối trong trận chiến cuối cùng với quân Mông Cổ ở Quảng Đông. Nhà Tống đến đây là chấm dứt.